Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tránh đặt 9 đồ vật này trong nhà, kẻo vận xui tìm đến. Đồ vật trang trí đem đến điểm nhấn, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Thế nhưng bạn có biết một số đồ vật nếu đặt trong nhà có thể phá phong thủy hay chưa? Nếu nhà bạn đang để những vật dưới đây trong nhà thì hãy vứt đi để tránh phá hết phong thủy ngôi nhà và vận xui tìm đến. 1. Để cây chết, hoa khô héo. Cây còn sống thể hiện ý nghĩa sinh sôi, nảy nở cũng như sinh trưởng trong phong thủy. Trong trường hợp cây cảnh nhà bạn đang bị chết hoặc héo, nguồn năng lượng tích cực trong gia đình bạn sẽ bị giảm. Hoa khô mang ý nghĩa phong thủy không tốt cho các thành viên trong gia đình, do hoa khô đại diện cho năng lượng trì trệ và yếu. Chuyên gia phong thủy quan niệm rằng, hình nào khí nấy, nên đồ vật liên quan đến sự kiệt quệ và chết chóc như hoa khô thì cần được loại bỏ. Đây cũng là lý do mà bạn không nên đặt hoa khô hoặc chết ở trong nhà. 2. Đặt đồng hồ chết trong nhà thời gian dài. Theo các chuyên gia phòng thì gia đình không nên lưu trữ các đồ vật hỏng trong nhà. Trong khi đó, đồng hồ chết lại tượng trưng cho sự sống cũng như thời gian nên bạn không để chúng trong nhà. Nếu như đồng hồ bạn đang dùng bình thường đột nhiên bị vỡ, thường là điềm báo xấu, thể hiện sự không may mắn và mất mát. Vì vậy, nếu đồng hồ chết người, dùng cần đem đi sửa chữa hoặc thay pin ngay, không nên đặt lâu trong nhà. 3. Đặt các đồ tùy táng, đồ cổ trong nhà. Quan niệm của người xưa thì đồ vật hỏng hoặc cũ trong nhà tượng trưng cho những người nghèo khó, vất vả, kiếm kế sinh nhai. Hơn nữa, bạn cũng cần lưu ý các đồ dùng lâu ngày không dùng đặt trong nhà cũng lôi kéo các năng lượng xấu. Chuyên gia phong thủy cho rằng, đối với các vật dụng cũ đã hư hỏng thì gia chủ cần vứt khỏi nhà nhanh chóng do chúng có thể đem theo ám khí khiến tán lộc, hao tài. 4. Đặt tượng Phật không rõ nguồn gốc. Khi đặt tượng Phật trong nhà, bạn cần tìm hiểu nguồn gốc của tượng từ đâu. Nếu đặt tượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Phật có biến ứng, linh khí thì khi gia chủ cúng bái, không những không cầu được bình an mà còn khiến rước họa vào nhà. 5. Đặt đồ vật sứ, thủy tinh bị sứt mẻ. Không ít gia đình thường có thói quen đặt các vật dụng đã sứt mẻ, đã cũ trong nhà. Thế nhưng việc làm này trong phong thủy đem đến các ý nghĩa không tốt, mang điềm báo vận xui ập đến cho gia đình. 6. Đặt lịch năm cũ. Lịch đại diện cho thời gian vận chuyển, sự trôi chảy liên tục và hài hòa. Không ít gia đình lãng quên việc vứt lịch năm cũ đi mà vẫn lưu trữ trong nhà. Thế nhưng, việc làm này có thể khiến con đường tài lộc bị ảnh hưởng. Đặt lịch năm cũ trong nhà sẽ khiến công danh thụt lùi, tiền đồ trì trệ hoặc làm ăn thất bát, bất kể bạn đã nỗ lực nhiều. Tốt nhất, bạn nên trồng cây xương rồng ở bên ngoài nhà để đem lại năng lượng tích cực bảo vệ ngôi nhà. 7. Ghế không dùng đến. Trong trường hợp gia đình bạn có ghế thừa, không dùng đến thì hãy cất đi. Theo phong thủy, nếu đặt ghế trống trong nhà thời gian dài sẽ khiến các ma quỷ vào trong nhà. Điều này sẽ khiến sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng, cũng như tài vận tiêu hao. 8. Cây có gai nhọn. Cây trồng có gai nhọn cũng là đồ vật kiêng kỵ không nên đặt trong nhà. Cây có hình xù xì, gai góc sẽ đem đến nhiều ám khí. Đặt cây nhọn trong nhà sẽ khiến công danh, sự nghiệp của gia chủ không được thuận lợi. Nếu đặt cây xương rồng thì xương chĩa gai vào người sẽ khiến sức khỏe của gia chủ bị ảnh hưởng. 9. Bảo quản thức ăn hỏng trong tủ lạnh. Không ít gia đình có thói quen đặt thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau đem ra hâm nóng rồi ăn lại. Thế nhưng thói quen này không chỉ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng tiêu cực về mặt phong thủy. Do đó, bạn cần hạn chế tối đa việc đặt thức ăn vào tủ lạnh cũng như vệ sinh sạch sẽ tủ lạnh định kỳ để thiết bị vận hành ổn định, bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình. Hơn nữa, việc làm này cũng tốt cho phong thủy nhà bạn. 13 mẹo phong thủy giúp ngôi nhà trở thành vùng đất hứa của vận may và tài lộc. 13 bí mật phong thủy được hé mở trong bài viết này sẽ là chìa khóa giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy biến ngôi nhà thành vùng đất hứa của vận may và tài lộc với những bí quyết thiết kế nhà hợp phong thủy sau đây.
Xác định vị trí trung tâm của ngôi nhà. 1. Xác định vị trí trung tâm hay tim của ngôi nhà là một bước không thể thiếu khi thiết kế theo phong thủy. Điểm này đóng vai trò như trái tim của ngôi nhà, nơi hội tụ và phân phối năng lượng, từ đó tạo nên sự cân đối và hài hòa cho cả không gian sống. Việc xác định tim ngôi nhà giúp định hình các quyết định về bố cục và thiết kế, ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng trong toàn bộ ngôi nhà. 2. Thiết kế lối vào hợp phong thủy. Khi thiết kế cửa vào theo nguyên tắc phong thủy, sự chú trọng đặc biệt cần được đặt lên đường dẫn năng lượng vào nhà, bao gồm cả cửa chính và các lối đi nội bộ dẫn tới các không gian khác. Một dòng năng lượng không bị cản trở giữa các phòng là yếu tố quan trọng để tạo ra sự thịnh vượng và hài hòa. Đối với những ngôi nhà có sân trước, lối đi từ cổng vào đến cửa chính nên là một con đường mượt mà và nên uốn lượn nhẹ, tránh sự thẳng hàng trực diện với cửa chính nhằm tránh những tác động tiêu cực theo quan điểm phong thủy. 3. Kích thước các phòng. Trong thiết kế ngôi nhà theo phong thủy, việc tạo sự cân đối giữa kích thước các phòng là rất quan trọng, đặc biệt là giữa những phòng có cùng mục đích sử dụng. Không nên có sự chênh lệch lớn giữa các phòng ngủ. Ví dụ, không nên có một phòng ngủ rất rộng, trong khi các phòng khác lại quá nhỏ. Sự không cân xứng này có thể gây ra mất cân bằng năng lượng trong nhà. Ngoài ra, các yếu tố khác như tỷ lệ của các phòng, kích thước của cửa đi, cửa sổ và thậm chí là kích thước đồ nội thất cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để đạt được sự cân đối. Điều này không chỉ giúp làm rõ ràng các khu vực chính và phụ trong nhà, mà còn tạo nên một tổng thể hài hòa, qua đó cân bằng được năng lượng ở mỗi không gian trong nhà. 4. Nhà hình chữ L, phòng hình chữ L. Khi một ngôi nhà được xây dựng trên lô đất hình chữ L, việc tạo ra một không gian sống hài hòa theo quan niệm phong thủy trở nên phức tạp hơn. Ngôi nhà hình chữ L có thể được hình dung như một thanh kiếm, vốn không phải là hình dạng lý tưởng trong phong thủy do sự không đầy đủ và mất cân đối của nó. Các căn phòng ở vị trí lưỡi dao của ngôi nhà hình chữ L có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực. Phòng dành cho trẻ em ở vị trí này có thể khiến chúng cảm thấy cô lập, ảnh hưởng đến việc học và hành vi. Đối với người cao tuổi, sức khỏe thể chất và tinh thần có thể bị ảnh hưởng nếu họ sống ở phần nhà này. Còn đối với phòng ngủ của vợ chồng, vị trí này có thể dẫn đến sự không ổn định trong mối quan hệ. Như vậy, không chỉ ngôi nhà hình chữ L mà ngay cả các căn phòng hình chữ L cũng nên được tránh khi thiết kế để tránh những ảnh hưởng không lợi theo quan điểm phong thủy. 5. Trần dốc, dầm ngang và góc nhọn. Trong việc tạo dựng không gian sống theo phong thủy, sự chú ý đặc biệt cần được dành cho việc bố trí trần nhà, các thanh dầm và góc cạnh. Những yếu tố này không chỉ có tầm quan trọng về mặt thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sự thoải mái và sức khỏe của người sinh sống trong nhà. Các phòng có trần nhà không đều, dầm chắn ngang trên cao hay các góc cạnh tạo thành hình nhọn đều là những điểm trừ trong phong thủy. Đặc biệt, nếu đây là phòng ngủ, việc lựa chọn vị trí đặt giường sẽ khó khăn hơn bởi cần tránh sự áp chế từ dầm và ánh sáng hoặc năng lượng không tốt từ góc nhọn. Để đảm bảo sự yên bình về tinh thần và tốt cho sức khỏe, việc lập kế hoạch và tính toán chính xác trong giai đoạn thiết kế là cần thiết để tránh những điểm bất lợi theo phong thủy này. 6. Cửa ra vào thoáng rộng. Trong phong thủy, cửa chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì nó không chỉ là lối đi lại mà còn là cửa ngõ đón dẫn năng lượng vào ngôi nhà. Cửa chính cần được thiết kế rộng rãi, tạo điều kiện cho luồng khí tốt và may mắn có thể lưu chuyển một cách thuận lợi, từ đó mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Hãy tránh xây cửa chính quá chật hẹp, bởi làm như vậy sẽ hạn chế sự lưu thông của khí, ảnh hưởng không tốt đến sự hài hòa và phát triển của gia đình bạn. 7. Phòng khách và phòng làm việc. Trong nguyên tắc bài trí nhà cửa theo phong thủy, không gian phòng khách thường được quy hoạch gần lối vào chính của ngôi nhà. Điều này không chỉ thuận tiện cho việc tiếp đón khách mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực vào trong nhà. Đối với phòng làm việc, nên thiết kế ghế nó liền kề hoặc gần phòng khách và cũng không xa cửa chính, mục đích là để tận dụng sự dễ dàng tiếp cận với các cơ hội ngoại giao và đón nhận luồng năng lượng lành mạnh, khuyến khích sự tiến triển trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của gia chủ. 8. Phòng ăn và bếp. Trong lĩnh vực phong thủy, không gian bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn
mà còn liên quan mật thiết đến vận khí và sức khỏe của cả gia đình. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí cho bếp cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tránh đặt ngay tại trung tâm ngôi nhà, vì đây không phải là vị trí thuận lợi cho việc phân phối năng lượng. Bên cạnh đó, bếp cũng không nên đối diện trực tiếp với cửa chính hoặc quá gần lối vào để ngăn chặn sự rò rỉ của tài lộc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nội thất trong phòng bếp nên được bố trí gọn gàng, đầy đủ tiện nghi và có đủ ánh sáng, tạo không gian ấm cúng và tiện lợi. Phòng ăn cần được thiết kế với không gian đủ rộng để tất cả các thành viên trong nhà có thể quây quần, thể hiện sự thoải mái và thịnh vượng. Bữa cơm gia đình trong một không gian rộng lớn và thoáng đãng không chỉ tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên mà còn phản ánh sự sung túc và niềm vui trong cuộc sống của gia đình. 9. Phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi dành cho sự nghỉ ngơi và thư giãn. Do đó, việc đảm bảo một không gian yên bình là vô cùng quan trọng. Điều này giải thích tại sao trong việc sắp xếp phòng ngủ, người ta thường tránh đặt nó đối diện hoặc quá gần cửa chính và lối đi chung. Cửa chính hướng thẳng vào phòng ngủ có thể dẫn đến việc dễ dàng cho các loại năng lượng không mong muốn xâm nhập, ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và tâm trạng của những người sinh sống trong nhà. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, điều này cũng có thể gây ra sự thất thoát của may mắn và tài lộc. Do đó, việc lựa chọn vị trí hợp lý cho phòng ngủ là thiết yếu để tạo ra một môi trường sống hài hòa và bảo vệ những điều tốt lành trong cuộc sống. 10. Phòng tắm và nhà vệ sinh. Trong quá trình thiết kế một ngôi nhà theo nguyên tắc phong thủy, phòng tắm và nhà vệ sinh đóng vai trò không thể bỏ qua và cần được chú trọng. Các nguyên tắc phong thủy khuyến cáo rằng cửa của phòng tắm và nhà vệ sinh không nên hướng trực tiếp ra cửa chính, cửa phòng ngủ hoặc cửa bếp. Điều này tránh tạo ra sự liên kết không may mắn giữa các không gian sống chính và khu vực vệ sinh. Ngoài ra, phòng tắm và nhà vệ sinh nên được đặt ở khoảng cách xa cả nhà bếp và phòng ngủ để tránh tác động xấu đến cả vận khí lẫn sức khỏe của người sống trong nhà. 11. Cửa. Trong thiết kế nội thất của ngôi nhà, việc sắp xếp cửa ra vào cần được chú ý để các cửa có kích cỡ phù hợp với nhau và tránh việc chúng tạo thành một đường thẳng. Điều này có nghĩa là không nên thiết kế các cửa đối diện trực tiếp với nhau, vì làm như vậy sẽ khiến năng lượng không thể lưu trú và dễ dàng di chuyển qua lại một cách không ổn định. Cấu trúc cửa đối cửa có thể gây ra sự luân chuyển không mong muốn của năng lượng. Điều này theo quan điểm phong thủy là không tốt và có thể mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự hài hòa trong ngôi nhà. 12. Cửa sổ. Cửa sổ không chỉ là yếu tố kiến trúc cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực từ môi trường bên ngoài. Sự cân đối giữa số lượng cửa sổ và cửa ra vào là thiết yếu, với nguyên tắc không nên có số lượng cửa sổ vượt quá gấp 3 lần số cửa ra vào, cũng như không được ít hơn số cửa chính. Cửa sổ có khả năng mở toàn bộ sẽ đón nhận không gian và khí trời trong lành, đồng thời mang lại năng lượng dồi dào cho ngôi nhà. Trong khi đó, cửa sổ chỉ mở được một phần sẽ hạn chế quá trình lưu chuyển năng lượng, có thể gây cản trở cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. 13. Cầu thang. Trong các cấu trúc nhà có nhiều tầng, cầu thang là phần không thể thiếu để nối các không gian sống với nhau. Tuy nhiên, cầu thang được cho là có thể tạo ra nguồn năng lượng không tốt, làm gián đoạn và chia cắt dòng chảy năng lượng, đặc biệt là ở những nơi mà nó chiếm chỗ. Chính vì vậy, cầu thang không nên được bố trí trực diện với cửa chính để tránh cản trở sự lưu thông của khí và năng lượng vào nhà. Một cầu thang lý tưởng nên có thiết kế rộng rãi, uốn lượn nhẹ nhàng, vững chãi, và các bậc thang phải cân đối, dễ bước để tạo sự thoải mái khi sử dụng. Ngôi nhà được tổ chức theo các nguyên tắc phong thủy sẽ mang lại sự hài hòa và cân bằng, góp phần tạo nên môi trường sống thư thái, năng động và hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình. Lập kế hoạch từ ban đầu cho việc thiết kế nhà theo phong thủy không chỉ giúp gia chủ tạo ra một không gian sống hợp lý, mà còn giảm thiểu việc phải điều chỉnh hoặc sửa chữa do những sai sót phong thủy sau này. Nhà có ba thứ to tưởng hoành tráng giàu sang, ai ngờ gây mất lộc, càng to càng đại kỵ phong thủy, tránh ngay. Khi thiết kế nhà ở, nhiều người không để ý tới phong thủy nên vô tình phạm phải mà không biết.
1. Ngôi nhà có cửa chính quá to. Khi xây nhà, nhiều gia đình thích cửa to rộng để khi mở ra thì thoáng nhà, nhiều ánh sáng chiếu vào. Hơn nữa, cửa to có thể dễ dàng di chuyển đồ đạc. Thế nhưng cửa quá to so với nhà không những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn ảnh hưởng tới tài lộc, sự nghiệp. Trong phong thủy, nhà có cửa quá to hoặc nhiều cửa thì vận khí sẽ bị cản lại hoặc năng lượng không đủ lưu thông khắp toàn bộ căn nhà. Nếu cửa chính to mà hướng nhà lại là hướng đón gió, đón nắng thì càng không tốt, vì có thể khiến nhà quá nóng hoặc nhiều gió, hút gió nên người sống trong đó thấy khó chịu và tài lộc bị cuốn đi mất. Khi cửa quá lớn, khí không tụ được nên tài khí sẽ bị hao tổn, tiền tiêu vào những việc không đâu vào đâu. Do đó cửa cần phù hợp với nhà, không nên quá to cũng không quá nhỏ. Khi bạn đã chót xây cửa quá to, có thể dùng rèm để chắn bớt cửa lại, hoặc nếu cửa có nhiều cánh gấp thì không nên mở hết các cánh cửa. 2. Nhà có phòng ngủ quá to. Phòng ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Một phòng ngủ chật chội ẩm thấp khiến người bị ngột ngạt. Nhưng phòng ngủ to không phải là tốt về phong thủy. Nhiều người khi có tiền thì thích xây nhà to và phòng ngủ lớn để thỏa mãn ước nguyện và để thấy hoành tráng. Nhưng bạn có biết xưa kia vua chúa có cung điện nguy nga nhưng phòng ngủ chỉ tầm 10m2? Đó là vì nếu phòng ngủ quá lớn thì lâu làm ấm mùa đông, lâu mát mùa hè, và con người sống ở phòng lớn sẽ thấy cô đơn khó ngủ. Ngày nay có hệ thống điều hòa quạt mát nhưng phòng quá lớn khiến bạn tốn nhiều năng lượng tiền điện và cũng lâu ấm lâu mát hơn. Khi ngủ phòng quá lớn sẽ khiến người ta thấy cô đơn, chênh vênh dương khí bị hao tổn nên dễ sinh ốm đau. Bởi vậy tốt nhất là nên ngủ ở phòng vừa phải, tầm 20m2. Đổ lại, khi phòng ngủ quá lớn, bạn có thể dùng bình phong chắn lại để giảm diện tích và giúp tụ khí trong phòng. 3. Có cây to lớn trước cửa nhà hoặc giàn hoa quá rậm rạp. Cây cảnh là điểm nhấn cho ngôi nhà. Nhưng nếu bạn để cây cảnh trước nhà quá rậm rạp, như có cây thân gỗ to đứng trước cửa, hoặc giàn hoa leo tường leo cổng, leo lên mái tầng nhà quá rậm rạp thì không tốt về phong thủy. Cây cảnh kiểu này khiến không khí vào nhà bị chắn lại và che khuất tầm nhìn, gây cản trở ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, đồng thời cản gió. Cây quá to hoặc giàn hoa rậm rạp có thể khiến bạn đi lại khó khăn. Hơn nữa, những kiểu cây quá tốt như vậy sẽ mang âm khí mạnh, gây hiện tượng vượng âm trong nhà, không tốt cho phong thủy. Hơn nữa, cây quá to trước nhà có thể dễ gây tai nạn, đổ gãy tường, đổ gãy vào khi mưa bão, thu sét gây tai nạn. Giàn hoa rậm rạp có thể là nơi trú ẩn của rắn, rết, muỗi dĩn. Giàn hoa quá rậm rạp leo bám lên các tầng nhà có thể khiến rễ ăn vào tường, làm hỏng tường và dẫn dụ côn trùng vào nhà. Bởi vậy, cây cảnh trước nhà là tốt, nhưng nên chú ý giữ chúng phát triển vừa phải, không che khuất ánh sáng, không tùm khiến nhà trở nên âm khí. Phúc khí càng dày, cuộc sống càng dễ dàng. 6 kiểu người là thỏi nam châm thu hút tài lộc, tai họa tự tránh xa. Phúc khí, may mắn của một người không phải là ngẫu nhiên, mà do chính tính cách, thái độ sống của mỗi người quyết định. Những kiểu người có phúc khí dày sẽ làm việc được việc, vạn sự ắt thành công. Trong cuộc đời của một người, dù cuộc sống của họ hay xấu và người đó có phúc khí hay không, thực ra đều có những dấu hiệu để nhận ra. Cuộc đời một con người có tốt đẹp hay không, một phần do số mệnh, một phần phụ thuộc vào tính cách, lối sống của người đó. Nếu một người có nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế, thì người đó sẽ tràn đầy phước lành. Những người như vậy ít khi chịu thiệt thòi. Và người có nhiều may mắn, phúc khí dày thường có 6 đặc điểm sau. 1. Thái độ tốt, không phàn nàn. Sống trên đời có những việc trong tầm tay, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu một người hay phàn nàn trước những khó khăn, thất bại, người đó sẽ đánh mất tinh thần phấn đấu, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Người như vậy thường khó thu hút may mắn. Ngược lại, người không phàn nàn về bất cứ ai hay bất kỳ điều gì lại là người có phúc, vì họ biết rằng phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Họ hiểu thay vì phàn nàn, hãy học tập, chăm chỉ, thay đổi bản thân để rồi thay đổi cục diện. Nếu một người muốn vận may của mình ngày càng tốt, thì khi gặp phải chuyện gì đó, việc đầu tiên cần làm là điều chỉnh tâm lý của mình, không nên lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Trước những thử thách, chúng ta nên hiểu rằng tất cả những điều mình gặp phải đều không phải để gây khó dễ, mà là để dạy bản thân trưởng thành.
chỉ bằng cách bình tĩnh suy nghĩ, điều chỉnh tâm lý và không phàn nàn, bạn mới có thể có thái độ tích cực và giải quyết mọi khó khăn mà bạn gặp phải. Nói cách khác, không phàn nàn khi mọi việc xảy ra và nỗ lực giải quyết vấn đề, đó là thái độ mà một người may mắn nên có. 2. Tốt bụng, không thù oán với người khác. Tục ngữ nói, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Nếu một người có tính nóng nảy và khắc nghiệt với người khác, thì người đó sẽ khó kết bạn, bởi vì người khác sẽ thấy khó hòa hợp với những người này. Thực tế, trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người khó tính. Họ luôn phóng đại một lỗi nhỏ của người khác và nhắc đi nhắc lại. Ngay cả khi đã nhận được lời xin lỗi, nhưng họ vẫn không bỏ qua. Thành thật mà nói, một người như vậy không có nhiều bạn bè và mối quan hệ cũng rất hạn chế. Họ thường không thể hòa hợp tốt với người khác và không giỏi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này sẽ gây bất lợi cho bản thân và những người khác. Ngược lại, những người tính tình tốt biết kiềm chế cảm xúc, độ lượng với người khác, không chỉ có thể nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ người xung quanh, mà còn có được tiếng tốt cho chính mình. Khi xung quanh bạn là những người tốt tính, điều đó có nghĩa là trong cuộc sống của bạn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng làm việc với bạn, và điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. 3. Nhìn xa, trông rộng, không màng lợi trước mắt. Đôi khi chúng ta phải biết buông lỏng bản thân một cách hợp lý, không thể mặc cả mọi thứ với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác. Nếu phải quan tâm đến mọi thứ với người khác, thì chỉ khiến bản thân rất mệt mỏi. Một người thông minh sẽ có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người quyết định cuộc sống và độ cao của họ trong cuộc sống. Con người có tầm nhìn càng lớn, họ càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt bởi họ biết cách sống cho hiện tại. So với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở có thể nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì họ muốn. Ngược lại, những người có suy nghĩ hẹp hòi, không cởi mở, thích tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, coi trọng mọi thứ và thậm chí bị tổn thương và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến bạn sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ với một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. 4. Cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho mình tốt hơn. Khi một người thực sự nổi bật, họ sẽ có thể thu hút được những người xung quanh. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là bạn có nhận thức rõ ràng về bản thân, định hướng được mục tiêu và làm việc chăm chỉ vì nó. Một người chỉ có thể gặp được những người tốt hơn nếu họ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và khiến bản thân trở nên tốt hơn. Có một câu nói như thế này: nếu hoa nở rộ, bướm sẽ tự tìm tới. Nếu người xuất sắc, trời sẽ tự an bài. Nỗ lực cải thiện bản thân không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn, mà quan trọng hơn, nó có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ không ngờ tới. Khi trở thành một người đáng ghen tị, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự rất tươi đẹp. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất đắt đỏ, xin đừng lãng phí thời gian vào những thứ không có ý nghĩa và giá trị với cuộc sống của bạn. Nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên xuất sắc là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. 5. Sống trong gia đình gia giáo, có nề nếp. Gia đình là trường học đầu tiên của đời người, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Truyền thống gia đình là linh hồn của gia đình, nó như ngọn đèn sáng soi đường cho gia đình tiến lên. Những đứa trẻ lớn lên trong truyền thống gia đình tốt thì biết thế nào là chân, thiện, mỹ và sẽ không làm điều xấu. Họ tốt bụng, biết phân biệt đúng sai, trong lòng tràn đầy tình yêu thương, ở đâu cũng tốt bụng và thuận lợi với người khác. Trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp, con cái sẽ rất ngoan và lễ phép. Họ hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi và yêu thương em nhỏ. Tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân theo các quy tắc và giữ trật tự. Có tình yêu thương và lòng tốt trong trái tim, có đạo đức và kỷ luật. Những gia đình có truyền thống gia giáo là điều may mắn. Nếu một người có được gia phong nề nếp thì nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì truyền thống gia đình và giáo dục không chỉ quyết định khuôn mẫu và cách nhìn của một người, mà còn quyết định trình độ tinh thần và điểm mấu chốt đạo đức của một người. 6. Có kỷ luật và biết yêu bản thân.
Cuộc sống của một người có tốt hay không thực ra phụ thuộc vào tính cách và lối sống của họ. Người có kỷ luật và yêu bản thân dù ở thời điểm nào cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất, không mặc cảm vì người khác nói mình xấu, cũng không tự mãn vì người khác nói mình giỏi. Chính vì biết tự kỷ luật và yêu thương bản thân, nên họ mới có thể quản lý tốt cảm xúc của mình và không mang lại cảm xúc xấu cho người mình yêu thương nhất. Một người không biết yêu bản thân mình mà chỉ biết chiều lòng người khác một cách mù quáng rồi tự làm hại mình thì không đáng được yêu. Họ có xu hướng coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên và dễ mất bình tĩnh khi không đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người như vậy thì khó được người khác yêu thích mà chỉ có thể bị người khác làm tổn thương. Phúc khí dành cho những ai thực sự yêu mình và biết kỷ luật bản thân. Bởi vì chỉ khi biết yêu chính mình tốt, bạn sẽ không tùy ý thương tổn chính mình. Một lẽ đương nhiên, mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải học làm người có phúc, biết tu thân, biết kỷ luật và biết yêu thương bản thân. Kết luận, người có cuộc sống tốt đẹp là người có phúc khí. Bởi vì họ biết trân trọng những gì mình có, học cách hài lòng và hạnh phúc. Một người như vậy giống như một hạt giống, có thể bén rễ, nảy mầm, nở hoa và kết trái. Còn những người luôn trốn tránh và bỏ cuộc khi gặp một chút trở ngại và khó khăn lại giống như đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút mưa gió. Chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác, bởi vì mỗi người đều có cách sống và con đường sống riêng. Người khác, dù tốt đến đâu, thì cũng chỉ là người khác, và chúng ta không đủ tư cách để đánh giá người khác sống tốt hay không. Cuối cùng, hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và trở thành người mà bản thân muốn trở thành.